chịu cắt đầu của ông để cúng dường cho ông này nè. Ông này, ông này sao cắt đầu cúng dường? Ông này là cây bồ đề là lấy từ Sri Lanka vậy á. Ồ, cây này từ Sri Lanka luôn hả Sơn? Dạ đúng rồi, hồi đó là... Sư ơi, thì con biết ở chùa mình á thì dạ, còn có một cái quan tài cổ rất là cổ kính hả sư? Dạ đúng rồi, ở đó đó. Sư có thể dẫn con tham quan được không? Dạ. Thì quan tài đó là như thế nào hả sư? Quan tài đó là như là của Phật tử người ta làm để cúng dường cho sư cả. Sư cả hả? Dạ. Là sư cả vẫn còn nhưng mà Phật tử... Mà giờ sư không có chìa khóa đâu. Ồ. Bởi vì như là hồi trước mấy anh làm YouTube là bữa ngày lễ đó mấy ông sư cả ông mở cửa mới được quay được á. Dạ. Nhưng mà bữa nay chắc không có chìa khóa đâu. Mình đứng ngoài vô được không sư? Dạ được. Là Phật tử cúng dường trước cho sư cả hả sư? Dạ, như là mình làm như Phật tử người ta làm sẵn, như là sau khi ông mất ông qua đời người ta sẽ đem vô trong đó luôn á, để trong đó. Để như là ở đây hả sư? Ở trong đây. À, thấy điều lạ không? À, quan tài này gọi là quan tài cổ để cúng dường lâu chưa sư? Lâu rồi. Làm khoảng 5-6 năm rồi đó. Đó. Ồ. Hôm nay thì mình không đến đây mình quay được. Buồn quá. Dạ. Cái quan tài này là cúng lâu, cúng dường lâu hả sư? Dạ lâu rồi. Còn bằng gỗ không ở trong. Phải, con không có chìa khóa đi vô. Dạ. Biết chưa thì sư xin sư cả ông cho chìa khóa này vô được. Hôm nay mình xin không được hả sư? Dạ. Tại giờ ông vô nghỉ ngơi rồi. Ông vô nghỉ ngơi rồi. Phật Thích Ca. Phật Thích Ca. Dạ. Đây con nghe nói chùa mình thì rất là linh thiêng nha sư. Dạ đúng rồi. Dạ. Con có nghe rằng thì khi mà ai không có con thì đến một cái tượng Phật ở đâu đó mình cầu xin thì sẽ có con hả sư? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy đó là hồi trước cũng có như là 2-3 cô ở Trà Vinh với ở Nông Pi á, hai cô đó, một cô thì giờ như là cưới, hai vợ chồng đó cưới nhau mà gần 10 năm rồi mà không có con, mới vô trong tượng Phật đó mới cầu xin có con, rồi người ta vô chùa này người ta như là người ta vui mừng quá em, mới vô chùa này mới như là cúng dường làm thức ăn ở chùa này một bữa luôn. Ồ. Oh. Vậy đó. Là cầu xin ở đâu sư? Ở chỗ mảnh đất Như Lai đó. Dạ. À, thấy những cái nơi rất là đẹp ha. Này là thái tử ông đi cắt tóc để đi tu hành á. À, thái tử Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa đúng rồi. Dạ, với lại ở ngoài con ngựa, với lại ở ngoài sau là ông là đệ tử của ổng á. Dạ. Chùa mình thấy kiến trúc rất là đẹp á sư. Dạ. Nhưng mà có những kiến trúc á con gặp á sư. Dạ. Thì là có những nơi thì thờ gắn thần Naga. Có bạn á. Dạ, thì có nơi thì thờ là tượng Phật bốn mặt. Là Phật đó là Phật gì ha sư? Phật bốn mặt tượng trưng cho cha mẹ. Có lòng vị tha với con gái nhiều thứ lắm. Dạ. Dạ. Nơi đây ai không có con thì sẽ cầu được có con hay sao? Dạ. Chùa mình thì rất là lớn. Nãy con thấy các vị Phật tử á. Dạ. Là đem cơm vô cho các sư ăn à. Dạ, đúng rồi. Đây là cây bồ đề là lấy từ Sri Lanka vậy á. Ồ, cây này từ Sri Lanka luôn hả sư? Dạ đúng rồi, hồi đó là nhỏ xíu à. Hồi đó là ông đi tham quan ở Sri Lanka, mấy vị sư ở Sri Lanka. Hồi ông về như là ông tu được bao nhiêu năm á, mấy ông nói là tu được 40 mấy năm rồi.
là lớn hơn vị sư ở Sri Lanka nữa. Mới người ta chào hỏi ông ấy trời ơi. Ờ, sư cáo anh ha. Dạ, người ta thân với người ta không có đợi, như là cái gì để như là trao cho ổng đó. Mà người ta cúng những cây này hai cây lận. Mà đêm mà chùa khó người ta xin hình cây rồi. Cây này là từ thời Đức Phật lận đó. Con của cây Bồ Đề, cây Bồ Đề mẹ là thời Đức Phật còn á. Này là Bồ Đề con. Này Bồ Đề con ha. Dạ. Là dưới gốc cây Bồ Đề mẹ ngày xưa. Dạ, mà Đức rồi. Phật đắc đạo luôn ha. Dạ đúng rồi. Đây nè. Ở đâu sư? Bên đây hả? Dạ. Hôm nay thì được sư hướng dẫn cho Bùi Hồ đi vòng vòng tham quan chùa Tà Bạ cũng là một điều khá thú vị. Nói về trường phái Nam Tông Khmer. Đó. Ở đây hồi xưa là toàn là đồi núi không á. Dạ. Mấy như là hồi đó là mấy vị như vị sư hay là vị ta cha những người ở đây, người dân ở đây đó, người ta mới vô đây đốt nhang, người ta cầu xin chỗ này nè để như là để xin đất để xây dựng chùa đó. Vậy đó, mấy hồi đó là có một con công với con ngỗng ở đó đó. Công với ngỗng luôn hả sư? Dạ, con công với con hổ. Thiệt con luôn hả? Thiệt. Mấy người ta khắc ở cái đó đó. Khắc ở đó luôn á. Ở đâu sư? Đó đó. Chúc mừng em sẽ dẫn chú đi. Dạ. Dạ. Còn ở đây sư? Ở đây là biết sao, ở đây là câu chuyện cổ tích về về như là ổng này là ổng cá với chú này nè. Là hỏi về như lực của trần gian đó, rồi mới trả lời sai bảy con gái này để như là từ trên trời xuống để như là giúp đỡ như cho người dân ở đây đó, giúp đỡ cho mọi người trên thế gian. Mới ông chịu cắt đầu của ông để như cúng dường cho ông này nè. Ông này sao cắt đầu cúng dường? Ông này là hai. Con lên đây được không sơn? Dạ được. Dạ không. Ông này đây hả sư? Dạ đúng rồi. Cắt đầu cúng dường cho ông này. Dạ ông này, bởi vì trả lời sai. Ông nào ông này trả lời? Là ở trần gian này, còn ông đó là ở trên thì ở trên trời lận á. À ông này là dạ. Tiên thánh gì ở trên trời. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đây là ở đây là như là người học cao hiểu rộng biết nhiều ở trần gian mình đó. Dạ. Rồi người ta ông này mới nói là ông này biết nhiều mới như là hỏi công đố đó, rồi ông đố sai đó. Dạ. Mới chịu chặt đầu cúng dường giọng này luôn. Dạ. Người trần gian, người trên trời người ta nói là người ta phải giữ lấy lời, người ta chịu chặt đầu để cúng dường luôn. Với người ta sai con gái là bảy con gái này nè, là toàn là quỷ thần ha, để như là giúp đỡ mọi người. Người như ở trong trần gian đó mới người ta đặt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó, là có một ngày là có một vị giữ một ngày đó. Vậy đó. À. Mà em thì tiếng gì thì cũng khó dịch nữa. Dạ. Dạ. Đây là bảy cô gái và vừa cái vị này là một người ở cõi trên, nhưng mà trả lời sai thì cắt đầu dân cho bên đây. Tiếng trả lời bàn tay mà. Thấy bức tượng cũng khá là lạ ha, cô bác của anh chị ha. Bên đây. Nhưng mà cắt đầu xong còn sống không sư? Không. Cắt đầu xong mà tới lễ làm lễ cho xong mà mấy cô này cầm đầu ổng mới đi vòng quanh trên núi nữa. Dạ. Ồ. Ổng như chịu qua đời luôn. Dạ, qua đời luôn. Dạ. Dạ. Khá là ly kỳ. Con vị đây là vị bốn mặt nè sư. Tượng dạ, bốn quỷ này nè, quỷ bốn mặt này là quỷ này luôn á, là một người á. Vị nào sư? Quỷ bốn mặt với vị cái đầu là một người á. À vị này. Dạ. Với vị này là một người. Dạ đúng rồi. Ông tới bốn đầu luôn. Dạ đúng rồi. Đây. Nắng đây. Ôi tôi tía sư đó. Cô bác con chị. Ai tía đây? Mình đi những cái chùa Khmer thì mình sẽ thấy các cái vị bốn mặt như thế này. Bây giờ tiếp tục thì mình đi theo sư trẻ, nghe sư trẻ kể cái câu chuyện là thấy một con hổ với lại một con phụng hả sư? Dạ. Con phụng hay con gì sư?
không phải cúng phụng đâu, cúng hổ với con công. Con công mà người dân người đây người ta gọi là cụ hổ với cụ công. Sư có gặp không? Sư thì cũng không gặp, mà nghe mấy bà già già người ta nói đó, là hồi xưa người ta xây dựng đất này đó, là có hai cụ đó ở đó đó, mà người ta cúng dường trái cây với người ta xin chỗ, như là xin đất xin chỗ để người ta xây dựng chùa đó. Dạ dạ. Rồi mới hai cụ đó bay đi luôn, mới cho đất cho mấy vị sư hay là những là Phật tử người ta làm chùa đến bây giờ luôn. Dạ, mới trong như là khi mà trong chùa có làm lễ hoặc là làm đám gì đó là người ta sẽ làm cái bay xây hay là trái cây gì để người ta cúng dường, người ta nhớ ơn công ơn của hai ông đó là người như là coi giữ đất đai ở chùa luôn á. À, trước kia thì ở đây thì để xây được nên chùa Tà Bạ thì có một cái sự tích linh thiêng, đó là cụ hổ với lại cụ công. Dạ, đúng rồi, đã từng tu ẩn ở đây đúng không Sơn? Dạ. Rồi mà sao? Cũng có người dân người ta nói là cái cây này có từ thời đó luôn á. Ồ. Bởi vì nó còn nguyên luôn. Sư đã có hướng dẫn nhiều Phật tử lên đây chưa? Dạ có rồi, cũng có mấy anh YouTube lên đây nữa đó. Ồ. Dạ. Hôm nay thì cụ hổ nè. Dạ. Ông hổ nè, cô bác của anh chị. Bên đây là cụ công. Cái này cái gì sư? Dạ. Cây này sư cũng không biết nữa. À, giống như là cây cây khế hả sư, phải không? Không phải khế đâu. Đây là cụ công nè, cô bác của anh chị. Và ở đây thì một cái vùng đất gò cao hay sư ha? Dạ. Và hàng năm thì Phật tử vẫn đến đây cúng hả sư? Dạ. Mà trái cây là người ta Phật tử để đây là mấy con chim con gì nó ăn hết luôn. Sư có thể kể cho con nghe lại cái sự tích đó không? Dạ được. Là hồi xưa mới như là mình mới xây dựng cái chùa này ha, là cô hai vị này là người giữ chùa giữ đất ở đây đó, mấy người dân Phật tử hay là mấy vị sư với Phật tử người ta vô đây xin để như là xin đất này nè để như là làm chùa xây dựng chùa đó, mới xin hai vị này bay đi luôn, mới đi chỗ khác, mới để đất này với chỗ để cho như là Phật tử người ta làm như xây dựng á. Dạ mới người đời sau người ta biết chuyện này, mới người ta mỗi khi là làm lễ ở chùa làm lễ người ta sẽ cúng dường như là thực phẩm hay là trái cây hay là cái salad đó. Dạ. Như là thờ hai ông ấy đó. Như là nhớ ơn đó. Nhớ ơn hai. Câu từng người ta nói ăn quả như kẻ trồng cây đó. Dạ. Như là hai ông đã từng ngự ở đây. Dạ. Và khi mà mình đến đây gặp ở đây thì mình đến đây mình xây chùa. Dạ. Thì hai ông đã để cho mảnh đất này để nên xây lên cái chùa như ngày hôm nay. Dạ. Đúng không Sơn? Dạ đúng rồi. Và ở đây thì chúng ta thấy một cái cây tán rất là cổ luôn nè. Dạ. À, rất dạ. Là già luôn. Và chùa thì mình đã xây được bao lâu hả Sơn? Chùa này xây được là 164 năm. 164 năm. Ơi dạ. Ơi sư. Dạ. Mỗi. Dạ. Cậu đi xuống đi ha. Dạ. Mỗi cắn sư á. Dạ. Đường đi cũng khá là trơn. Sư năm nay thì đã 31 tuổi rồi. Sư dự định là dành hết cả đời mình để đi theo con đường tu này luôn hả sư? Sư thì cũng tính vậy nhưng mà chưa biết đâu, phải đâu là tùy theo duyên. Dạ. Dạ. Duyên đến đâu thì mình sẽ tính đến đó. Không nói nó chưa được, nếu nói chứ mình làm không được thì khó lắm. Dạ. Khi mà quay lên gì sư có ngại không? Dạ, không ngại đâu anh thiện. Không ngại. Sư rất là có duyên luôn á. Dạ. Sư rất là đẹp luôn. Thì ở chùa mình thì có bao nhiêu sư hay sư? Dạ ở chùa này là có 3 vị à. Hồi trước có tới mười mấy vị, bây giờ người ta xếp cả hết ra rồi. Có người người ta chỉ tu trả hiếu có khoảng 1 ngày 2 ngày hoặc là 1 tháng 2 tháng, có người 1 năm 2 năm vậy đó. Rồi người ta sẽ ra để như là phụ giúp gia đình ta lại á. Dạ. Sư con thấy ở đó. Đi... Dạ. Con thấy ở đây có các tháp là nơi của là tháp đó như là một cái dòng họ gia đình của người ta, hài cốt người ta, cha mẹ người ta mất ha. Người ta sẽ để vô trong cái tháp đó. Đó. Rồi có như là mình có vào chùa bữa ngày làm gì là người ta sẽ đốt nhang thờ cúng người đó. À. Dạ.
Có nghe con gặp thường các tháp là nơi đây là nơi an nghỉ của các dạ, đúng rồi. Gia tộc hay sư? Dạ. Ngon đây. Đúng rồi. Đó toàn là tay nó. Cái này là mới mất á, mới mất. Dạ. Điều khi mà mất thì để ở trong chùa hết hả sư? Dạ. Người Khmer thì người ta mất thì người ta sẽ để hài cốt vô trong chùa để như là cho vô chùa để nghe kinh, vị sư đọc kinh nữa, nghe dạ. Kinh nghe vậy là người giảng á. Dạ. Rồi xong sư cho nghe. Dạ. Dạ. Ôi, con chào sư, chúc sư dạ, luôn dạ. Có sức khỏe an lạc nha. Dạ.